Về cái con thứ ba thì gặp rất là nhiều bà con điện về hỏi Tuấn là bên tôm á, là nó khi mà xuất hiện cái con gặn cá này, con bò cá này thì nó đeo, nó bám tôm mà nó hút hút cái dinh dưỡng, rồi gây lên những cái thẹo vết trên cái màng mình con tôm đó, là con tôm không có lớn từ từ rồi chết, đặc biệt là tôm giai đoạn lúc nhỏ. Còn đối với con cá thì bà con thấy thì nó bám vào tất cả các loại cá thì nó sẽ chích vào cái thịt của con cá, và cái chỗ chích lên nó bị hoại tử, và từ từ nó sẽ hút cái dinh dưỡng hoại tử đó, nó phát triển. Thì khi mà con cá bị vậy thì là con cá nó bị thiếu dinh dưỡng, rồi nó bị vết thương, rồi vi khuẩn nó bám vào thì nó gây bệnh lên con cá. Rồi có xong rồi nó bám con này xong nó qua bám con khác thì con cá mình nó bị lở loét rất là nhiều. Đặc biệt là bà con thấy đối với ao mô hình nuôi tôm vào những tháng 10, 11, 12 là cá rô phi chết rất là nhiều. Thì nếu bà con quan sát kỹ thì bà con thấy trong mang con cá rô phi là mấy con này là nó bám rất là nhiều. Đây là cái mùa sinh sản của nó. Thậm chí là có thể là giai đoạn nhỏ là nó sẽ bám vào cái mang cua của mình luôn. Thì nó cũng gây là con cua chết rải rác. Đó, và con lưu ý cái vấn đề này, bởi vì cái con này nó rất là nguy hiểm, để nó ảnh hưởng vừa bên cá và vừa bên tôm luôn. Thì gặn cá thì nó là một loài ký sinh trùng, nó thuộc nhóm giáp xác và nó sống ký sinh trên cơ thể tôm cá, là nó bám vào rồi nó tiết cái enzyme, nó phân hủy cái chỗ mà cái bít bám, rồi từ đó nó sẽ hút cái dinh dưỡng cơ thể, thì nó sẽ gây ra những cái tác hại lớn như là nó làm cho tôm cá bỏ ăn nè, tổn thương cái lở loét hay thủng da thịt, nhiều sẹo vết, rồi từ đó thì con cá con tôm mình nó suy dinh dưỡng chậm lớn, rồi nó nhiễm khuẩn rồi nó chết từ từ luôn. Thì một số bà con điện về thì khi mà gặp con này nó xuất hiện nhiều trong ao đó là coi như là thất rất là nhiều vụ, là do là bị cái con gặn cá này nó có trong ao mình, đặc biệt là những cái vùng nhiều cây cối. Thì để xử lý cái con gặn cá này thì do nó là cái giáp xác nó giống như con tôm mình, bởi vậy là rất khó xử lý. Còn tuy nhiên cái bên cá thì rất là dễ xử lý hơn đó, mình tại vì mình dùng thuốc là nó không có ảnh hưởng đến cái nhóm cá, nó không phải là nhóm giáp xác, mình dùng thuốc nó không có ảnh hưởng. Còn bên tôm thì do nó là cái nhóm thuộc nhóm giáp xác, bởi vậy mình rất là khó xử lý khi có tôm. Về cái biện pháp hóa học thì khi mà đối với những cái ao công nghiệp thì khi mà cải tạo giai đoạn đầu có thể dùng vôi nè, thuốc tím nè, bromin nè, phoxmon nè, đó mình đánh với cái liều thì theo cái hướng dẫn chỉ định trên cái thùng đó thì mình có thể mình diệt được. Còn đối với những cái vuông quảng canh quá lớn đó thì mình diệt nhiều khi nó không có hết, với hai nữa là nó cao tiền, rất là nhiều tiền, thì mình thường mình cái loại thuốc mà diệt giáp xác, côn trùng mình diệt. Tuy nhiên mà khi có tôm á, thì mình hạn chế mình xử lý đó, do đó thì mình chỉ cải tạo ban đầu thôi đó, vì những cái nhóm này nó dễ tồn lưu, đặc biệt là nó một số nhóm nó có cái độc tính cao đó, là nó sẽ gây là ảnh hưởng gan, cũng như là ảnh hưởng đến quá trình lột xác, cũng như ảnh hưởng đến cái là tăng trưởng của con tôm, và nó tồn lưu sau này nó khó gây mồi tự nhiên cũng như là nó gây màu nước. Thì thông thường thì bà con xài một số cái nhóm như dioxit nè, và bên cá thì xài nhóm dimelin hoặc phocmon, thì tùy theo cái mực nước và cái diện tích mà mình có cái liều khác nhau. Đó, thì một thường dioxit thì một chai này xài khoảng 1.500 khối nước đó, mà khi mà không có tôm. Còn dimelin thì mình xài 1 kg nữa, cho nó khoảng cũng 1.000 khối nước đến 1.500, tuy nhiên thì nó rất là mắc. Đó. Rồi cái phocmon thì nó rẻ hơn, tuy nhiên mình có thể mình chỉ xài trên cái ao vèo hoặc ao diện tích nhỏ thôi, còn mình xài mà diện tích lớn thì nó tốn kém lắm. Do đó thì mình có thể mình làm vậy, mình xử lý trong ao vèo giai đoạn đầu để cho con tôm lớn, sau đó mình thả ra. Đó, rồi ngoài ao lớn thì mình có thể mình xài cái đề xít với cái liều đúng theo hướng dẫn, và mình biết cách phân giải tồn lưu của nó để mình xử lý. Rồi đối với biện pháp thủ công thì mình phải dọn tẩy ao và phơi kỹ lưỡng trước khi thả tôm cá. Còn về biện pháp sinh học
thì một số cái loại thảo dược có trị xua đuổi côn trùng như là cái lá son nè, tinh dầu tràm hoặc cây khổ sâm cũng như cây sầu đâu hay còn gọi là cây nêm thì nó có cái tác dụng xua đuổi cũng như là nó diệt trị cái con gặm cá này bám vào, xua đuổi gặm cá này đi. Thì cái đó thì tùy theo mà nuôi tôm hay cá và tùy theo cái giai đoạn nào mà mình xử lý cho nó hiệu quả. Thì Tuấn cũng nghiên cứu về con gặm cá này rất là nhiều đó, cái mình xài một số cái hoạt chất thì nó rất hiệu quả bên cá, tuy nhiên là đối với bên tôm thì do là giáp xác thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình lột xác, nó rất là dễ gây ra bệnh dịch mang trên con tôm. Bởi vậy cái vấn đề này Tuấn cũng đang nghiên cứu là cái cách làm sao mới để phòng bằng biện pháp là sinh học cũng như là những cái hóa chất nào mà nó hiệu quả, mà nó chi phí nó hợp lý, mà nó an toàn, nó không có tồn lưu cho con tôm mình. Đây là một cái vấn đề cũng rất là khó mà mình phải nghiên cứu mình làm để mình phòng ngừa từ đầu cho nó hiệu quả. Và ngoài ra thì mình cũng có thể là mình làm cái ao vèo, mình dèo cho tôm cá lớn để mình khi nó lớn rồi nó có sức, rồi cũng hạn chế được cái con bọ cá này nó đeo đó, nhất là cái giai đoạn mà còn nhỏ. Hoặc hai nữa là mình đánh những cái nhóm thuốc cho nó đi nơi khác, nó không có sinh sản trong cái ao của mình đó, và nó không có dám, hoặc nó không có dám mà đeo bám cái con tôm và con cá mình nữa đó. Đặc biệt là những cái lúc mùa nó sinh sản là nó rất là phát triển nhanh và nó đeo rất là nhiều cá tôm mình, nó ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình mà mình nuôi. Về cái vấn đề thứ tư thì những cái lưu ý trong quá trình mà diệt cái nhóm mà giáp xác những nhóm côn trùng này, thì trong cái ao nuôi của mình thì rất là nhiều cái loại côn trùng cũng như giáp xác đó, đặc biệt là mô hình quảng canh cải tiến tôm lúa tôm gừng mình xài cho nó vừa hợp số tiền mà diệt hiệu quả con này. Thì đối với diện tích nhỏ thì mình có xử lý được, thì những cái loại côn trùng như Tuấn chia sẻ ban đầu, ngoài cái con là bọ cá cũng như con ấu trùng chuồn chuồn hổ đất rồi cái con nồng nọc ra, thì trong ao thì người bà con gặp rất là nhiều con khác như con bắp cài nè, bọ gạo nè, niền niễn, bả trầu vân vân đó, cũng rất là nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến cái trong cái vuông mình. Còn cái vấn đề mà mình xài thuốc thì mình cũng giống như bên cá cũng như bên việc giáp xác thì Tuấn nói đi nói lại hoài, thì mình phải biết là lựa chọn những cái nhóm thuốc ít tồn lưu, ít ảnh hưởng cái tôm cá về sau, hoặc xài khi đang nuôi để thôi là nó khó gây mồi tự nhiên, đặc biệt là nó gây nên cái bệnh nhiễm mang hoặc nó hư gan, rồi sau đó mình thả là nó sẽ không có đạt, rồi mình hạn chế dùng những cái chất mà độc cao. Thì cái nào cũng vậy, dao hai lưỡi thì mình thấy là ghi là hiệu quả liền, hiệu quả nhanh, tuy nhiên thì nó sẽ kèm theo đó là độc rất là cao hoặc tồn lưu rất là cao đó, mình nên lưu ý vấn đề đó. Cái lưu ý thứ ba là những cái con côn trùng này nè, thì nhiều khi nó ở trên nó bay xuống đó, rồi từ ao này nó qua ao kia, nói chung nó di chuyển rất là hay, rồi nó lẩn trốn trong những cây cỏ. Bởi vậy khi mà đối với diện tích lớn thì mình rất là khó diệt triệt để được đâu đó, tại vì nhiều khi nó để nó trứng lại rồi nó lẩn trốn rồi nó bay qua bay lại. Thì do đó thì cái giải pháp an toàn và tốt nhất thì mình cũng phải là làm cái ao vèo hoặc cái bể vèo, mình vèo cái giai đoạn nhỏ để mình xử lý được kỹ đó. Rồi từ khi mà nó lớn rồi thì nó sẽ ít bị đeo bám hơn, là nó có thể lẩn tránh kẻ thù tốt hơn. Rồi ngoài ra thì mình có thể mình tạo được cái thức ăn tự nhiên nhiều lên, tại vì thật ra thì mấy con côn trùng này và mấy con giáp xác này thì nó cũng ăn tôm, bám tôm thì nó cũng ăn bám những cái côn trùng khác, thì bởi vì mình tạo nhiều mồi thì nó lo bắt mấy con kia thì nó cũng đỡ lên bắt tôm bắt cá mình nữa. Mà khi nếu mình dèo được con tôm cá mình lớn thì nó càng ít rủi ro hơn nữa đó. Thì đó là một cái cách mà an toàn hiệu quả nhất. Rồi tùy theo cái
du mình bị cái vấn đề gì, thì mình sẽ có một cho cách phù hợp và mình chọn lựa làm sao, những cái cách nào mà thủ công làm được thì làm, rồi những cái cách nào mà an toàn, những cách nào mà biện pháp sinh học thì mình nên sử dụng. Còn đối với những biện pháp mà mình dùng hóa chất là mình nên hạn chế, và mình cố gắng mình phải lưu ý cái vấn đề mà tồn lưu đó của nó, để thôi nó ảnh hưởng về sau cho cái ao tôm cá của mình. Thì xin cảm ơn quý bà con là theo dõi. Thì trong quá trình nuôi tôm thì bà con có gặp vấn đề mà về việc cá tạp cũng như việc giáp xác, rồi cũng như một số nhóm côn trùng mà nó ảnh hưởng đến con tôm con cá của mình, thì bà con điện về. Thì tùy theo cái tình hình cái ao nuôi cụ thể nó bị như thế nào thì Tuấn sẽ tư vấn cho mình, để mình có một cái phương pháp mình phòng ngừa cũng như mình xử lý là an toàn hiệu quả mà nó tiết kiệm nhất. Rồi xin cảm ơn, chúc quý bà con mình dồi dào sức khỏe, nuôi tôm được thuận lợi và thành công.